Khoảng 7 giờ sáng nay, mùng 2 tháng 3, một xe tải chở hơn 10 tấn xoài khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam, thì bất ngờ bị lật nhào. Toàn bộ số xoài trên xe bị đổ tràn ra đường. Nguyên nhân là do khi đi đến đoạn đường trên, do tránh xe đi trên đường, tài xế xe tải đã liên tục đánh lái khiến xe bị lật. Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh phụ giúp tài xế thu gom toàn bộ trái cây. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Núi Thành đã có mặt điều tiết giao thông, cứu hộ xe tải bị nạn. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa. Hôm qua ngày 1 tháng 3, tuyến giao thông thủy nội địa nối giữa đảo Lớn và đảo Bé, xã An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã chính thức được đưa vào khai thác với tổng chiều dài 3 hải lý và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Việc đưa vào khai thác tuyến giao thông thủy này nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Hiện nay, đảo Bé, xã An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách. Sau sự việc một người đàn ông đi bộ bị xe buýt cán tử vong, thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến để kiểm tra rào chắn công trình khu đất vàng Dầu Ăn. Thêm vào đó, lực lượng chức năng đã dùng giấy đề can dán bọc phía ngoài hàng rào công trình để cảnh báo nguy hiểm người dân không đứng dưới lòng đường, khu vực nguy hiểm và các phương tiện giảm tốc độ khi rẽ phải. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 2, ông Đỗ Văn Đặng, 60 tuổi, ngụ ở quận 1, đi bộ trên đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, ra công viên 23 tháng 9 tập thể dục. Do rào chắn công trình khu đất vàng Dầu Ăn dựng chiếm hết vỉa hè, ông Đặng phải đi dưới lòng đường, tới góc đường Lê Thị Hồng Gấm, Camel. Ông bị xe buýt chạy tuyến 19 Bến Thành, Suối Tiên, đang bo cua, ép sát vào rào chắn tôn công trình. Bị kẹt chặt, ông Đặng đã tử vong. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang bước vào thời kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mực nước cao nhất ngày trên hệ thống kênh rạch tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức sấp xỉ báo động 3 là 1,5m. Dự báo đỉnh chiều tại trạm Phú An trong kỳ triều cường này như sau: ngày 2 tháng 3 là 1,44m lúc 5 giờ, ngày 3 tháng 3 là 1,5m lúc 6 giờ, ngày 4 tháng 3 là 1,47m lúc 7 giờ. Nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh có địa hình trũng thấp nên đỉnh chiều từ 1,35m trở lên là có thể gây ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.